Ayo, A rể, đêm khuya rồi, mày còn vào đây làm gì? À, sao cất cái thằng này trong nhà làm gì? Tao đang hỏi. Ai ơi. Khuya rồi mày còn mò vào đây làm gì? Tao sang ngủ với mày mà. Vợ mày là Súa, không phải tao. Chán rồi, chỉ thích ngủ với Lang Vương thôi. Im đi. Lang Vương đang muốn có một thằng cu đúng không? Nói. Mày bảo mày muốn vào đây ngủ với Phương, tại sao mang theo dao? Mang theo dao để tao cậy cửa chứ. Mày có biết hiếp dâm cũng là tội nặng không? Mày sẽ đi tù mấy năm, mày có biết không? Vào đấy mà cay rượu. Trời ơi, tao không muốn đi tù, tao không muốn cay rượu đâu, chỉ muốn ngủ với Lang Phương thôi. Mày im ngay. Số thương mày như thế mà mày nỡ bội bạc, lẽ ra tao không nên cứu mày, tao phải để cho mày chết đi.